Mà tôi hỏi mấy anh chị nè, cái chuyện bà Mi Xuân tặng cái đôi bông cho con Hồng Loan, đến giúp cho con Hồng Loan là chuyện đó, thí dụ bà Mi Xuân với con Hồng Loan, đúng không? Là được rồi. Rồi mắc mớ gì tới chuyện của nó, đâu có phải là con Hồng Loan ăn tiền của ông cố nội nó, mà nó chửi người ta vô ơn. Rồi tại vì nó chửi theo bà Mi Xuân, tại nó muốn nịnh theo bà Mi Xuân để nó xin tiền. À, là bà Mi Xuân cho nó hai lần 2 triệu, một lần 1 triệu và lần cuối cùng là 500 ngàn để mua sách vở cho con nó đi học đó. Hôm nay nó đe dọa bà Mi Xuân luôn rồi, nó lên mà nó không có nói tên thôi, nhưng mà nó đe dọa bà Mi Xuân luôn rồi. Nó nói là nó có những cái bí mật, nó hỏi tại sao biết tôi biết cái vụ 1 triệu đó, nó mới hỏi là tại sao tôi biết cái vụ 1 triệu của bà Mi Xuân cho nó. Rồi nó đe dọa, nó nói nó có giữ nhiều bí mật của bà Mi Xuân lắm. Coi chừng nó mà bung lên đó, đó nó đe dọa bà Mi Xuân luôn rồi. Nó đe dọa bà Mi Xuân luôn rồi. Bây giờ là nó đang là đe dọa bả đó. Mà nó đâu có biết là tôi chưa bao giờ nói chuyện với bả, mà cái câu chuyện này đó mấy anh chị, mà tôi nằm mơ tôi thấy thôi. Tôi nói đại mà ai ngờ đâu nó trúng thiệt mấy má. Tôi nói đại ai ngờ đâu trúng thiệt, thì ra là nó đi ăn xin bà, nó xin tiền bà Mi Xuân thiệt, cho bởi vậy nó mới chạy theo, nó nịnh bợ bà Mi Xuân để nó giúp chị Mi Xuân, chửi con Hồng Loan, chửi thay bà Mi Xuân để đu theo để bà kia cho tiền qua cái cơn đói, cái cơn mà dịch tả đó, thiếu ăn. Trời đất ơi, hôm bữa đi gặp đi karaoke với ai mấy anh chị biết không, đi ca với Lưu Thủy. Lưu Thủy nha, Lưu Thủy này chắc là bà con quen biết gì với cái con Lưu Bảo Anh. Chắc là Lưu Bảo Anh rồi, cũng là quen biết gì với con cái con cao su bố chỉ là họ hàng nhà nó đó. Chắc đi múc vừa, chắc là bữa là đi karaoke xong rồi sau cái trận karaoke đó chắc cũng đi lấy hàm găng cà rồi gãi ngứa rồi ha. Đó, cho nên là bây giờ là lên là đó, ngon lành canh đau. Hàm găng của nó thì bá đạo luôn rồi, ai mà cần gãi ngứa đó nha. Đó đó, thí dụ á nha, tôi nghĩ tôi nói gì mấy anh chị vậy nè, vụ này nói tới khúc này tôi mới nhớ, công nhận bà Lisa bà tâm lý ghê á. Nghe nó nói là cái miệng nó thúi quá, cái bà mua kem đánh răng với bàn chải đánh răng, chứ kem đánh răng với bàn chải Việt Nam đâu có thiếu anh chị. Hồi nãy có nghe chị Lisa bà nói không, bà tặng cho nó bàn chải đánh răng, kem đánh răng luôn, tại vì á bà tâm lý thiệt, bà nghe thằng này cái miệng thúi là bả mua kem đánh răng với bàn chải đánh răng về đưa cho nó liền. Gặp mà đi đi gặp mặt độ này nọ thì tôi nói với mấy anh chị, thì tao nói cái tần số đó cũng chỉ có vậy thôi. Cái con mà đi karaoke là con Lưu Thủy đó nha, là cái con này Lưu Chương Thủy, Thủy Chương gì đó, là gì mấy anh chị biết không, là bà con, là cô, là cậu, là gì gì của cái con mà cao su bố chỉ, rồi cũng bà con dòng họ gì chắc với con mà Lưu Bảo Anh đó. Tại vì cái con cao su bố chỉ cũng là họ Lưu mấy anh chị. Đó, cũng là họ Lưu luôn, cũng là họ Lưu luôn đó. Bà con gì đó. Bởi vì hôm bữa đó nó nói đó, trời ơi, nó hận con đi với con Hồng Loan là tới tỷ tới. Tôi bây giờ tôi nói mấy anh chị nha, nếu mà ai mà bây giờ giết con đi với con Hồng Loan mà kêu nó trả tiền cho nó trả tiền, sẵn sàng trả tiền, nó cho luôn, nó cho luôn, nó cho bỏ cái bức tượng của nó tạc không giống xấu quá người ta trả lại thôi, mà bây giờ nó tạc thêm một bức tượng nữa, bây giờ thêm bức tượng nữa đó mấy anh chị, đúng không, xấu cũng không có giống. Tại vì mọi người biết không, người làm tạc tượng đó mấy anh chị, cái này là mình phải tin nha. Cái này là tôi nói mấy anh chị, nếu những người mà họ tin dị đoan hoặc là họ tin vào tâm linh á, là tôi nói với mấy anh chị, con người sống mà không có tâm, cái tâm á xấu thể lệ hiện lên cái ác rồi đó, thì dù là cái người đó đi tạc tượng, mà cái người tạc tượng là họ đã chuyên nghiệp rồi, nhưng có nhiều người họ tạc cái bức tượng đó tạc hoài không ra không giống, là tại vì do cái người đặt đó mấy anh chị, do chủ nhân cái người đặt đó tâm không tốt, đạo đức không tốt, lòng dạ không tốt, họ có một cái gì đó nha, cái này là tâm linh nha. Cho nên á, có nhiều người tạc tượng mà người ta rất là giỏi luôn, người ta là, tôi nói là chuyên gia tạc tượng mấy chục năm luôn, họ rất là giỏi luôn mấy anh chị, nhưng mà họ tạc hoài không được, cái bức tượng họ sửa hoài không được mấy anh chị, là do cái người đặt tượng đó nha, đặt tạc đó nó không có tâm, nó không tốt, con người nó sao thì nó mới, cái bức tượng nó mới ra vậy đó mấy anh chị, nó mới xấu và nó không giống hoài mà đâu có ra hai lần rồi đâu.
Cái này là tâm linh thiệt đó. Bây giờ lên cầm lên phe. Cái gì Tam Đào nó xấu. Cái gì nó xấu gì đó đọc không hiểu. Nhưng phải nói bức tượng ở nhà Hồng Loan ngày càng có hồn giống chú Vũ Linh. Bữa nay lên phe, hồi trước cũng phe với tôi, cũng chụp cái bức tượng này. Bà biết không, cái bức tượng này là do tôi tạc cho chú Vũ Linh đó. Tạc mà Hồng Loan đó, nó chê đó bà, nó chê độ này nọ. Cho nên là từ lúc đó là ôm mối hận là tức luôn đó mấy anh chị. Đó, tức luôn đó. Là tại vì lúc đó mấy anh chị biết làm sao không? À, cũng thích con Hồng Loan, cũng muốn tạc cái bức tượng đó để trên hoa viên. Để muốn chứng minh là mình là cái người là yêu thương, là quý mến đó. Ông Vũ Linh rồi muốn nhào vô ủng hộ con Hồng Loan độ này nọ. Rồi từ ngày Hồng Loan nó chê bức tượng đó là quay qua 360 độ, 720 độ luôn. Là bắt đầu ôm một cái mối hận thù nha mấy anh chị. Rồi bắt đầu là tao nói hả, tao nói thiếu điều, tôi nói cho mấy anh chị không có biết cái sự hận thù của nó dành cho con Hồng Loan đâu. Tôi nói cho mấy anh chị, bây giờ thằng Đăng thì con bố chỉ để trụ, con Đăng nó tốt, Đăng nó dễ thương, Đăng nó number one, Đăng nó thế này thế nọ để cổ suý đó. Tại vì Đăng nó chịu chửi con Hồng Loan nữa, chịu chửi con đi, là cái cảm xúc hận thù đó. Bây giờ mà tôi nói này, đi tạc cái bức tượng này, rồi bây giờ đội đi làm bài thơ khắc trên mộ, trời đó, cái thứ đớt chi ngọng đâu. Mà nãy mấy anh chị có nghe là con bố chỉ nó lên like nó nói chuyện, mấy anh chị nghe nó đớt nó ngọng không? Ha, con ngọng này thì tạc tượng, còn ngọng kia thì làm thơ. Ngọng này á thì tạc tượng nha, còn ngọng kia thì làm thơ bởi bỏ lên bia đá. Trời ơi, trăm năm chứ, trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm bia miệng vẫn còn, ngọng đó chơi chơi đúng á. Trời đất ơi, bữa sáng nay tôi làm thơ nha mọi người, làm thơ. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm chứ cái bia miệng ngọng ngọng á, nó vẫn còn chơi chơi. Thằng à, thằng bóng Phương Tùng ngọng một họng lưỡi, đúng không? Thằng bóng Phương Tùng có kinh một họng lưỡi. Rồi chị ngọng làm thơ khắc bia mộ một họng lưỡi. Rồi bây giờ tới cái chị tạc tượng. À, chị tạc tượng cũng một họng lưỡi. Đôi đứa này nói chuyện mà tôi cứ sợ nó cắn phải cái lưỡi không đó. Tại vì cái lưỡi bự quá, làm sao mà nó không bị trúng răng được, cắn lưỡi được bánh chị. Nói chuyện ra là tôi nói thiệt, tôi cứ sợ mà nó cắn phải cái lưỡi rồi chết. Bởi vì tôi gầu lắm, tôi mà nghe ai mà ngọng ngọng nói chuyện là tôi cứ ngồi tôi lo bánh chị. Ai mà ngọng ngọng mà nói chuyện là tôi cứ ngồi tôi lo lại gì bánh chị biết không? Tôi lo họ sợ, tôi sợ họ cắn lưỡi chết. Tại vì ngày xưa tôi coi phim Tàu đó, hỏi ra tôi thấy mọi với lại Việt Nam cũng vậy đó. Cái thời mà hồi xưa mà tôi coi phim Tàu, mà phim cổ trang mà hồi xưa đó, hỏi ra cái cắn lưỡi tự giận. Cho nên bây giờ mà ai mà ngọng ngọng là tôi sợ hỏi chết bất đất kỳ tử. Mà cứ ai ngọng là tôi nói trời, mấy người ngọng là sống không có thọ. Rồi tôi cứ liên tưởng tới là mấy cái người ngọng là nói chuyện không là sống không có thọ. Tại vì cái lưỡi bự quá mà mụ ngáo. Trời ơi, khắc tên lên bia mộ, khắc hơn. Mà bây giờ tôi hỏi nè, cho tôi 2 phút nữa tôi đi xuống. Sẵn rồi á, tôi nói nè, bây giờ á, mọi người nghĩ đi, cái giờ đâu có còn ai binh con Hồng Phượng nữa đâu. Bây giờ đâu có còn cái kênh YouTube nào mà mạnh mà nói nữa đâu, toàn qua cái thứ bá dơ lên trên mạng xạo xạo để đi kiếm gạo ăn, kiếm quà cáp không à. Kiếm là quà của Mạnh Thường Quân không à. Trời đất ơi, tao cho mày như vậy là cái giá trị nó làm cái viên đá tao cho mày có 20 đô. Mà trong khi đó mày đi ăn xin của người ta một ngày chỉ được có 5.000, 10.000 thôi. Mà cái viên đá 20 đô là đổi ra tiền Việt Nam là nó tới 500.000 lận. Mà mày đi ăn xin mạng, mày đi ăn xin ăn mài một ngày có được 5.000, 10.000 thôi. Đó, 5.000, 10.000, 500.000 thì nó đã quý lắm rồi. Nó đã giá trị lắm rồi. Cái giá trị của mày nó chỉ được ở tới đó thôi. Cái ý là tao cho mày á, đá chuội chim đó nha. Nha. Mà đó, chưa gì mà mày còn phản tao giống như vậy nha. Tôi từng hứa với nó là sao mấy anh chị, tôi mua đồ về cho nó bán, đồ nam về cho nó bán, mua nón kết, quần áo, dài dép ha, đó về cho nó bán. Mấy anh chị, tòng tham của nó xô ra sớm quá, thấy không? Cái tính tham lam quá, tại vì nghèo lâu năm, thấy không? Ba đời cận nghèo rồi ha, cho nên là bây giờ đó
chỉ có nhờ vào tôi mới được phát huy lên trên mạng xã hội, mới có được miếng ăn, mới được lòng thương hại của bá gia bá tánh. Nó tham quá cho nên nó trỗi dậy thôi. Nói chung á, cái sự hèn hạ của nó tôi cũng không cần phải nói nhiều, mọi người cũng nhìn vô thấy cũng biết rồi đúng không, cũng nghe cũng hiểu rồi. Chỉ là cái đám hồng phượng chạy theo ừ Đăng ơi, quân tử quá, chính nghĩa quá đồ chẳng hạn gì. Chính nghĩa mà đi theo con Ni. Chị Ni, chị Ni ơi, chị Ni cho em đi ra gặp anh Quốc Võ được không? Nguyên cả dòng họ gia đình nhà em ai cũng mến anh Quốc Võ hết. Tại vì sao? Là anh ấy là Việt Kiều. Cho em ra gặp anh ấy được không? Chạy cái xe tàn tàn chở theo đứa con gái ra gặp Quốc Võ. Hy vọng tại vì nghe Quốc Võ về Việt Nam phát quà nhận 1.000 đô của ai đó. Đúng không? Nghe được là Quốc Võ đó, là nhận 1.000 đô của ai đó về Việt Nam để phát quà, cho nên đó dẫn theo đứa con gái để lấy lòng thương hại. Trời ơi, kèm theo trẻ em để lấy lòng thương hại. Tại vì á, cái dân Việt Kiều á, nó sống ở nước ngoài á, nó thương con nít dữ lắm. Nó thương con nít dữ lắm. Lòng nhân đạo đó, nó đã thương con nít lắm. Cứ nhìn con nít là lì xì, nhìn thấy con nít là lì xì. Cho nên lần đầu tiên mà ra gặp Quốc Võ đó, tại vì Quốc Võ là Việt Kiều, phải không? Rồi thấy nghe được Quốc Võ cầm 1.000 đô của ai về phát, rồi dẫn theo đứa con gái của mình là có ý đồ đó nha. Có ý đồ, tại vì mọi người không hiểu. Tại vì lúc đó là tôi là lên phản biện con Ni, chứ thật sự ra là tôi cũng nghĩ. Tại vì á, tôi biết đó chứ bộ sao mà tôi biết vậy. Nhưng mà lòng thương hại mấy anh chị không đó, lòng nhân đạo. Cái kiểu giống như là mấy anh chị thường cái tâm lý chung đó nha. Mà khi mà ở xa về đó nha, thường hay thấy con nít á là hay cho tiền lắm, là lì xì lắm ha. Cho nên á là dẫn con gái theo để cho đó bác Quốc Võ lì xì, dẫn theo ít nhất á, dù sao đi chăng nữa Việt Kiều Mỹ về không nhiều thì cũng 500.000 chứ đâu có ít đúng không đó, cũng 500.000. Thì bởi vậy cho nên mới dẫn theo con gái của mình là để chi, để cho bác Quốc Võ lì xì ha. Cái đó là tâm lý đó nha, tâm lý đó mấy đứa. Nhưng phải giỡn đâu, tâm lý là dẫn theo con mình để cho người ta lì xì đó. Sao chị Ni, chị Ni cho em tới gặp anh Quốc Võ, thì cả dòng họ gia đình nhà em, cả nhà ai em ai cũng thích anh Quốc Võ, ra ngoài chi để được ngồi gần ăn phi á, che dù che nắng. Mà tôi nghe nha, tôi nằm mơ tôi nghe bà Mi Xuân bà nói gì là mấy đứa. Trời đất ơi, em sống rất là bình thường. Em đâu có phải là người á, là gọi là gì mà gọi là quý phái sang trọng mà ghê gớm lắm đâu. Em đâu có cần phải che dù, che nắng, che mưa. Em đâu có cần phải che nắng, che mưa. Em đâu có phải là cái người mà gọi là gì mà ghê gớm hay là nổi tiếng rồi danh gia vọng tộc giàu sang phú quý hay gì dữ ghê gớm đâu. Cho nên là em chỉ là người bình thường thôi hà. Em không có cần ai phải đi ở làm sao nịnh bợ cầm dù che cho em hết trơn á. Đừng rồi về xin em 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu rồi em phải tốn trong một cái quá trình che dù đó. Và những ngày sau kế tiếp lại phải tốn 2,5 triệu. Sau cái ngày che dù đó là em được, em bị tốn nha. Em bị tốn nha, bị ép tốn nha. 2,5 triệu. Trời ơi trời đó. Ép tốn tiền nha. Tiền ta cho là tự nguyện đúng không? Đó, cho là tự nguyện nhưng mà bị ép tốn nữa. Trời đất ơi, che dù che nắng che mưa bị ép tốn 2,5 triệu. Thôi trời đất ơi, thôi rồi lượm ơi.